kỳ tốt luôn. 1.390.000 em còn một cái size L nha các chị nha, 53-54 tới 58kg tùy theo chiều cao giúp em. Ok em ơi lên đây. Chị Nhi Trương vòng đang đeo là em vòng còn một cái L, bây giờ Badora chị nha, giá là 2.410.000 nữa. Em thay bộ rum xui để em bảo các chị ạ. Em còn một cái size L nha các chị nha, 53-54 tới 58kg tùy theo chiều cao giùm em. 1.390.000 ạ. Chị nào vừa xuống ký chưa canh được size cứ để là chiều cao cân nặng em canh size nha các chị nha. Còn một cái size L nha các chị nha, chị nào mình chưa đặt được thì mình chốt luôn đi các chị ơi. Tăng nè, tăng gì vậy? 53-54 ký tới 58kg các chị. Mấy sao 7 chị Tuấn nha, chị vừa size XL, L chị sẽ ôm chị nha. Ok chị Nguyễn Thúy ạ, à, em sẽ kiểm tra đơn cho chị ạ. À. Em còn một cái size L các chị ơi. 53-54 ký tới 57-58 thì heo chiều cao nha các chị nha. 1.390.000 ạ. Chị Hế Lê, chị sẽ vừa size M chị Hế Lê ơi. Ok chị Bích Liễu size L chị ơi, hết hàng rồi. Đúng rồi chị Tâm Hà đầm đẹp lắm. Bây giờ em sẽ qua một mẫu dung mới nha, cực kỳ sang luôn các chị. Em chào chị Phúc Nguyễn ạ. À. Em chào chị Trâm Võ luôn. Em chào chị Yến Nguyễn Thị Hải, em chào chị Vân Thanh nha. Em thắt đi chợ cái bộ dung xui. Bộ dung xui quá đẹp các chị ơi. Ô các chị Hoa Nguyễn một viên các chị luôn. Không mua kịp các chị đừng chửi em nha. Cho em mãi quá mãi đẹp mà giá sai nha em. Rồi xong hết pin. Rồi mờ tới ba ít. Sạc pin em. Giá nhiều tới bờ giá nhiều. Giá yeah, đang làm. Mờ tới 3 ít nha các chị nha. Em thấy chị Nguyễn Kiều Hồng ạ. À. Vậy là tắt cũ hết rồi không chị? Mỗi này rồi, mỗi dạ, này đợt okay, trước okay. Có về rồi mà. Mỗi này đợt trước có về lần rồi mà. 302 cái vỡ mặt vỡ mặt anh kinh giùm em cái quay đó. $700k mẫu dung này nha các chị nha, kèm thắt lưng luôn hả? Kèm thắt lưng luôn nha các chị nha. Em chào chị Hà Nguyễn ạ. À. Còn áo ngực chị Loan Trần ơi, chị Hằng đang mặc size M nha các chị nha. Mã là 30267 cho bộ dung nè. M tới 3X 48 tới 70kg, giá là 700k nha các chị nha. Kèm theo thắt lưng cho các chị luôn. Chị đợi em chút. Lấy chị Diệu với keo. Ok. Ok chị Diệu Nguyễn. Minh Anh ơi, chị Diệu với keo. Cho Minh Anh cho chị Diệu với keo. Ok em mờ. Em chào chị Phương Trần ạ. À. 30267 là mã nha các chị nha, giá 700k. M tới 3X 48 tới 70kg ạ. Ok em mờ. Hả? Mã nhiều hả? Nhìn sao lùn xín hả? Kèm theo thắt lưng luôn nha các chị nha. Kèm theo thắt lưng cho các chị luôn. Ok chị Bé Liên size M. Ok. Chị Như Quỳnh Vũ M. Chị okay, Ngọc Lan size M. Okay, chị Vi Tường ơi, chị có thể đặt son trước, gọi điện phòng online đặt son trước, hàng về em sẽ ship chị nha. Chị Ngọc Quý. Bộ này các chị không mua các chị đừng chửi em, đẹp lắm. Chị Ngọc Quý lấy size L chị Ngọc Quý luôn. Okay, L, rồi, tạm hết L. Chị Hương Nguyễn M luôn. Okay, M. Chị Như Quỳnh Vũ em chốt rồi nha. Ba mã là 30267 ạ. M, XL, 2X và 3X nha. Cắt lên đi. 700k mẫu này nha các chị nha, 700k mẫu này, gọi điện phòng online đặt ngay mẫu này đi các chị, rất là sang luôn. Kèm theo thắt lưng rất là sang cho các chị luôn. Chị Lan Tròn để lại số điện thoại giùm em, chuẩn dòng hàng cao cấp nha các chị nha. Phía trên là ren á các chị, ren cao cấp luôn. Chị Hương Lan size M, chị Mai Hằng Mai size L. Tạm hết L rồi, chị Mai Hằng Mai em nốt đơn chị lại nha. Chị Cỏ dạy size 2X. Chị Thanh Vũ Lê XL. Chị Hiền Nguyễn ơi, chị vừa size M chị nha. Chị Nhung Phạm em tạm hết L rồi, em nốt đơn chị lại ạ. Ok chị Lẹm Lợi size XL. Chị Ánh Nguyễn size XL. 700k mẫu này nha các chị nha. Mã là 30267 ạ. M, XL, 2X và 3X 48 tới 70kg nha các chị. Chị Kiều Trần XL. Chị An Nhiên XL. Giá là 700k, chị Thúy An Nguyễn ơi, kèm theo thắt lưng cho các chị luôn. Tạm hết XL luôn nha, còn M, 2X, 3X.
Em còn M 2X và 3X nha các chị nha. M là từ 48 tới 52, 53 kg giùm em. Còn 2X và 3X là từ... Cũng ưu tiên với chị size lớn hết đó các chị. 63 tới 70 nha. Mã là 30267 nha các chị nha. Ô các chị Vân Phạm xem M. Chị Tuyết Mai xem M luôn chị ơi. Okay, chị Mina chị vừa size L nha. Em còn 2X và 3X. Dạ không, này là zoom liền chị Hậu Như ơi, zoom liền chị nha. 2X em còn 2X và 3X nha các chị nha. Chị An Nhi em tạm hết XL rồi các chị, em tạm hết M luôn. Em còn 2X và 3X thôi các chị ơi. 2X và 3X là từ 63kg cho tới 70kg tùy theo chiều cao nha các chị nha. Chị Do Thị để là số điện thoại em chốt 3X cho chị nha. Chị Ngọc Đẹp ơi, chị vừa size 3X đó chị. 700k mẫu dung này nha các chị nha, kèm theo lắc lưng luôn. Chị Hà Nguyễn hết XL rồi chị. Em còn 2X và 3X nha các chị nha. Bên dưới không phải phi bóng đâu chị Ngọc Lan ơi, không phải phi bóng chị. Trời ơi, cái này mà may phi bóng chắc chết luôn đó chị. Em sợ lắm, không dám may phi bóng. May những cái gì mà phải sang chảnh nhất có thể. Dạ không, có đồ co giãn chị Hạnh My nha. Mất mốt. Mặc là để mà mặc hoài không bao giờ mất mốt ạ. Các bạn đang chốt với chị Quỳnh Lưu ơi. 2X và 3X nha các chị, từ 63 tới 70kg thì theo chiều cao nha các chị nha. Giá là 700k bộ dung này ạ. Còn áo ngực chị Nguyễn Lân ơi. Thì các chị cứ hoàn toàn yên tâm, rất là đẹp luôn. Em ơi, em ở dưới nhà ăn cơm chưa ta? Hỏi nãy giờ nó trả lời ăn cơm chưa không? Không ăn cho Tết thì ăn dung đẹp lắm luôn các chị ơi, chuẩn dòng hàng cao cấp nha các chị nha. Phía trên phối ren nha các chị nha, rất là xinh luôn, kèm theo thắt lưng cho các chị luôn. 2X và 3X nha các chị nha, 63 tới 70kg ạ. Giá 700k mẫu dung này nha các chị nha, giá là 700k. Trời ơi, tao là chủ nhà đó bay ạ. Chị nào size lớn thì mình chốt ngay đi các chị ơi, có size lớn cho các chị luôn, tới 70kg luôn nha các chị nha. 2X và 3X 63 tới 70kg giùm em. 700k một mẫu dung này nha các chị. Bây giờ em sẽ bắt đầu đi khui hàng. Chị ơi, sao lại bảo em cần gì ăn thì sáng giờ em chưa ăn. Ai à, ơi em đi ăn cơm đây, nói bụng quá. Ô các chị Hạnh Nguyễn áo ngực cho chị luôn. Đi ăn cơm chút đi rồi báo, nhưng mà hôm nay nhiều hàng lắm. Báo đến mai không hết. Em còn 2X và 3X bộ dung này nha các chị nha, 63 tới 70kg ạ. Gửi cho các chị luôn. Chiều nay em sẽ ra một cái chương trình đặc biệt. Là mặc đồ sexy. Trần Việt Ánh cơ nhược. Chị Trần Việt Ánh ơi, cho em xin số điện thoại em chốt 2X cho chị nha. Rồi xong. Tối nay em sẽ siêu lock với các chị. Chị Huỳnh Lưu ơi, chắc là bị sót đơn rồi. Chị Huỳnh Lưu ơi, chắc là em đọc nhưng mà lấy không kịp á chị. Vài ngày nữa về 450 em sẽ bán rẻ cho các chị 350 thôi. Hạt chia 450 em bán cho chị 350 thôi. Chị nào mua hạt chia thì đặt luôn đi, sau rồi về thì em ship. Hạt chia là 450 nhưng mà em sẽ bán cho các chị là 350 thôi. Mày lanh quá. 700k bộ dung này nha các chị nha. Vậy thì dọn nó đi, bỏ dọn nó, chị xuống nó ngồi ăn. Em còn 2X và 3X nha các chị nha, 63 tới 70kg ạ. Đi xuống ăn cơm với chị. Nhung em còn 2X và 3X. Dạ em đi. Chị nào, trời ơi, chị size lớn nó mất tiêu hết rồi. Bộ này xuất sắc luôn nha. Đặc biệt là cái chị tròn tròn, thứ nhất là màu đen á các chị, mặt gọn nè, che khuyết điểm rất là tốt luôn. 2X và 3X chị nào chưa đặt được thì dễ size và số điện thoại nha. Ok chị Trần Dung một bộ 2X. Hạt chia có nhận đơn không chị? Hạt chia nhận đơn đi. Chị Mai Mỹ Ngọc 2kg luôn, em phải chút đi. 350 nhận 350 bán thôi chị. Nãy giờ mà em chưa đọc tên chị nào thì bây giờ đặt các chị nha, bộ này sang lắm. Đặt nhanh đi, hạt chia là 450 đó, em lấy dùng các chị rồi, đừng lười bán lắm. Hạt chia đúng ra là em không bán nữa, nhưng mà bây giờ các chị yêu cầu là chị Hằng về các chị luôn đây. Hạt chia đúng ra là 450 và bây giờ là bán còn 350 thôi nha các chị nha. Ok chị Tuyết Võ một bộ 3X luôn em. Đẹp dã man. Chị Thúy Phạm 2kg hạt chia luôn, đúng rồi các chị mua luôn mấy ký đi. Hạt chia mình uống giảm cân mà tốt cho sức khỏe nữa. Giảm tiểu đường rất là tốt luôn các chị nha. Chị Vy Oanh một bộ 3X luôn chị ơi. Ok em. 2X 3X bộ này đặt luôn các chị, bộ này sang kèm thắt lưng luôn lắm. Nha, siêu sang chảnh luôn các chị ơi. Ghi cho em bộ dung đây các chị, 2X hoặc 3X nha, 62kg giùm em. Phát cái ổ yến này cho chị đi em. 62kg tới 70kg giùm em.
nói nhanh lên để chuẩn bị đi, chị ngắt lại một cái. Chị Ruby ơi, hết màu rồi, em còn 2x3x bộ này thôi. 1 kg hạt chia 450 mà bây giờ chị Hằng bán giá yêu thương còn 350 thôi các chị. Đúng rồi, 1 kg 350. Các chị đặt luôn mấy ký để dành uống nha. Sáng nào cũng muốn hạt chia, các chị bảo đảm với cái gì giảm cân cực kỳ nhanh luôn. Chị Phương Trần 1 kg. Chị Phan Thị Nguyệt ơi, lấy bộ 3x cho em xin số điện thoại đi kèm. Hạt chia của Úc với chị My Trương, chị Nguyễn Xuân chị có hôm bữa chị Hằng nói chắc là có, chắc là gần, em cũng chưa biết khi nào có xăm á chị ơi. Chị Nguyễn Xuân hỏi xăm mà chị ơi, hết xăm nước uống rồi. Chị Hằng thấy anh cũng hỏi xăm nước luôn nhưng mà lâu lắm mới về. Chị Phương Trần 1 kg hạt chia. Chị Vui My ghi cho em là mặt nạ ngủ tổ yến kèm số điện thoại nha. Chị Phạm Ngọc Thu 1 kg hạt chia luôn, 350 một ký các chị, đặt luôn mấy ký để dành uống nha các chị nha. Chị Bích Nhung đặng 1 kg hạt chia luôn. Mấy cái? Để chú em chờ. Lấy đi cưng. Bộ dâm chị Hằng đang mặc là em còn 2x3x, lấy chị Phan Thị Nguyên bộ 3x thêm. Dạ có chị Xuân Nguyệt. Chị Kiều Ngô 1 kg hạt chia luôn. Các chị đặt trước nha. Hàng về em xếp chị Công Huệ ơi, bộ này chị mặc vừa L á, mà em hết L rồi. Chị Ngọc Điệp ơi, chị lấy cái gì vậy? Có số điện thoại mà không biết là chị lấy cái gì. Hình như là chị lấy bộ này á, mà không biết là lấy cái gì. Bao nhiêu cái? Chị Loan Chương 1 kg hạt chia. Chị Sally ơi, hạt chia uống tốt thì sức khỏe nè, giảm cân nè, hạn chế bệnh tiểu đường nha các chị nha. Mấy người bán hạt chia còn gói hạt chia nào? Chị Lê Kim Yến ơi, lấy gì là phải cho em tên sản phẩm chị ơi. Chị Tiên Kim 1 kg hạt chia. Chị Úc Hiền 1 viên uống nho hai cừu. Chị Kim Hạnh Thương ơi, dung này hot ít eo rồi, lấy 2x về bóp lại em tí được không? Để em còn 2x, có thể 3x thôi. Này hạt chia đồ ăn về cho các chị. Chị Lặng Thầm 1 kg hạt chia. Chị Diệp Thu 2kg hạt chia luôn. Các chị cứ đặt đi, em lên đơn nha, hàng về em ship ngay nha các chị. Giá 450, bây giờ bán yêu thương luôn còn 350 nha. Chị Hồng Thanh 1kg. Chị My Trương 1kg hạt chia. Chị Lê Kim Yến 1kg hạt chia. Chị Đào Huỳnh cho em số điện thoại đi kèm luôn. Chị Nhi Lê 1kg hạt chia luôn. Vô đây để 1kg uống được lâu lắm á các chị ơi. Sáng nào là mình cũng pha với lại nước hơi ấm á, cho cái hạt chia nó nở ra. Chị Sương La 1kg hạt chia luôn. Chị Hoa Hồng Xanh 2kg hạt chia luôn em. Chị okay. Hồng ơi, bộ chị Hằng đang mặc giá tiền nhiều lắm. Để giá tiền đâu? Dạ. Giá tiền đâu? 700k chị ơi. Hàng Mỹ về chị Anh Vân lấy bộ 2x. Chị Hoa Hồng Xanh 2kg hạt chia. Dạ không, chị Kim Hạnh Thương ơi, bây giờ em chỉ còn XL và 2x thôi nha. Máy massage còn luôn chị Xuân Nguyệt ơi. Mặt nạ ngủ tổ yến ship trước, chị Hồng Vân kem đêm về em ship sau ha. Chị Hương Nguyễn 1kg hạt chia luôn. Ôi trời ơi, chị Phương Trần ơi, không cần đợi giảm, thích là nhất ngay chị ơi. Đừng đợi giảm hết đồ đẹp hết size, tiếc lắm nha. Chị Nga Tuyết 1kg, chị Thảo Huỳnh 1kg hạt chia, chị Đào Huỳnh 1kg hạt chia luôn. Áo ngực 290 một áo, chị Nguyễn Lân. Túi bóp ví cầm tay sắp về rồi, chị chịu khó đợi hàng em nha. Chị Thu Huyền ơi, chị mặc XL. Cho các chị đặt hạt chia nhiều không ý? 350 bán cho các chị. Hạt chia dễ uống lắm, chị Như Quỳnh Vũ. Nếu mà mình không có thích uống nhạt, mình uống ngọt ngọt tí thì các chị có thể pha chung với là nước trái cây á, uống hàng ngày. Để trong tủ lạnh uống cả ngày luôn nha chị nha. Chị hôm nay mướt đã rồi. Đúng không à cô? Chị Ngọc Lan ơi, hàng chia cho em số điện thoại. Ít em lấy rồi. Khi nào hàng về em sẽ hút cho các chị ra sử dụng. Thấy em đưa rồi mà. Có chị ơi, hôm qua em kia mới về, em đang ship với chị Tu Hương. Ok chị yêu ơi. Ok chị Phương Trần một máy massage. Chị Xuân Nguyệt ok chị. Đây bộ dâm đây các chị ơi, ngắm lại bộ này lần nữa nha. Em đang bán 1.2 triệu, 1.5 triệu, em bán cho các chị có 700 mấy 800 nghìn à? Hay là 800 mấy 900 nghìn? Rẻ quá, giá rẻ luôn. Ok chị Lâm Nguyễn đây các chị ơi, bộ này là em còn 2x3x form xuất sắc luôn. Các chị nhận được bộ này là các chị mê liền luôn các chị ơi. Đẹp từ chất liệu cho tới chất liệu vải, cho tới đường may, cho tới form dáng nha các chị nha. Chị Như Quỳnh Vũ 1kg hạt chia. Bên em sẽ gom đơn hàng trong một buổi live chị Anh Vân nha. Nãy giờ đặt cái gì thiếu cái gì đặt thêm nên chị, để em xếp hàng luôn một lượt cho mình ha. Chị Nhung Ngô ok chị. Nhận được mặt nạ ngủ tổ yến rồi chị ha. Chị nào mà chưa nhận được chắc là địa chỉ hơi xa, chịu khó đợi cho em thêm 1 tới 2 ngày nữa nha. Chứ hàng là em trả nợ hết rồi các chị rồi đó. Đây chị đây. Rồi còn nhiều đồ quá, quay đến bài với hết rồi. Bộ này là kèm thắt lưng luôn á chị Lan Hương đẹp lắm. Bộ này là em dành cho các chị từ 62kg tới 70kg nè. Chị nào mà vừa 2x 3x đặt giùm em nha. Chị Na ơi lấy bộ này 3x em, bộ này đẹp. Hạt chia là 450, bây giờ là em bán còn 350 nha. Các chị đặt hàng trước, có hàng về em ship sau ha.
một ký nha các chị, 350 là một ký á. Chị Nguyễn Nguyên một bộ 3X luôn. Bộ này em còn 2X và 3X giá tiền 700k các chị ơi. Giúp tôi từ H giúp mình. Rồi hết 3X luôn, vậy là còn 2X nha các chị nha. Em còn 4 bộ size 2X, bộ này 700k, 2X dưới 67kg giùm em. Chị Nhung à, nhận chị được mặt nạ rồi, công nhận bên mình gói hàng đẹp thật nhưng mà hàng còn tốt nữa chị. Mấy bộ 2X? Mấy cái đó phải gói cẩn thận. Chị Ngân Trần 2X, chị Trần Việt Ánh 2X. Còn sót mấy bộ XL giùm Minh Anh? 2 bộ. Hồi nãy giờ có hết đặt XL em có ghi không? Em đang ghi có, từ chị đến nhà cửa hàng đi chị biết chi. Dâm của chị hàng đẹp, đây chị. Không, chị đang là đẹp nổi tiếng chị... luôn đó. Nói chung á là chị kỹ hàng là chị xem là mình sẽ giặt như thế nào nha chị nha. Cái này là em nói thiệt, zoom của bên em là bảo đảm với các chị mặc siêu đẹp và đặc biệt là cực bền luôn các chị. Em đã xử lý màu hết rồi. Chị Lê Thị Hoàng một ký hạt chia. Zoom là em đã xử lý đi. Em còn 2 bộ XL, 2 bộ 2X, chị Xuân Trần cho em số điện thoại đi kèm luôn. 700k 2 bộ XL và 2 bộ 2X, chị Xuân Trần một bộ 2X chị ơi. Vậy là còn 1 bộ XL. Bây giờ bạn nào ăn cơm rồi ở đây, Ngân ăn cơm chị chưa? Chị Hoa Hồng Gai một ký hạt chia luôn. Để tôi ngắt like để đi ăn cơm nữa, không có là hàng. Không, chị Phương Trần bộ này khác, khác hoàn toàn nha chị nha. Chị Sally một ký hạt chia. Chị Anh Vân, chị Anh Vân cho em lại số điện thoại. Chị Xương Trần em lấy 2X rồi nha. Còn 2 bộ XL, 1 bộ 2X, 700k bộ này các chị. Dành cho các chị từ 58kg, 57kg tới 65kg. Chiều lên đồng hồ luôn nha em ơi, chuẩn bị đồng hồ cho chị nha. Ăn cơm xong rồi về chuẩn bị đồ đi. Ok các chị ơi, em thoát like cho một cái nhá. Chứ bây giờ em cũng đói mà các bạn cũng chưa ăn cơm á, mà hôm nay nhiều hàng đẹp lắm. Chiều chút nữa em ăn cơm xong là chị em mình gặp lại liền nhá các chị. Bye bye các chị.